tiền gò xoài 422 một lửng hai lầu 10 tỷ rưỡi sổ hồng riêng. Mặt tiền đường gò xoài 422 một lửng hai lầu. Hiện tại bên em đang di chuyển từ trục đường Lê Văn Quế quẹo vào cái con đường Gò Xoài để giới thiệu đến quý khách một căn nhà mặt tiền đường Gò Xoài, vị trí rất là đẹp. Nhà kết cấu 2 tấm rưỡi, một trệt, một lửng, hai lầu. Với cái diện tích ngang 4 dài 22 mét, giá cực kỳ tốt, sổ hồng riêng đầy đủ. Mua có thể là mình ra công chứng liền trong ngày cũng được. Và ngân hàng hỗ trợ mình vay tới 80% giá trị căn nhà. Nhà xây ở cho nên rất kiên cố và chắc chắn, kiến trúc hiện đại, nội thất mình sử dụng cao cấp. Vị trí kinh doanh đắc địa, ở đây quý khách có thể buôn bán kinh doanh đủ mọi mặt hàng hoặc làm văn phòng cho thuê. Nhà mình nằm giữa trục Lê Văn Quế, giữa trục đường Gò Xoài từ khúc Lê Văn Quế nối dài ra Tân Kỳ Tân Quý. Từ vị trí này mình đi ra ngoài ngã ba Lê Văn Quế Mã Lò thì tầm khoảng 600 m, và từ vị trí căn nhà mình đi ra khu vực Tân Kỳ Tân Quý 1 km và ra chợ khoảng 800 m. Con đường Gò Xoài là con đường nhựa 16 m, hai bên vỉa hè trên 2 m, khu vực đông đúc và sầm uất, buôn bán kinh doanh rất là nhiều mặt hàng. Nhà mình hiện đang cho thuê, thu nhập ổn định hàng tháng. Ở đây mình đi ra quận Tân Phú 1 km, nhà mặt tiền giáp với quận Tân Phú mà giá rất là tốt, chỉ có 10 tỷ rưỡi còn thương lượng. Một căn mặt tiền 422 đúc một trệt một lửng hai lầu, vị trí vô cùng đắc địa, khu vực kinh doanh buôn bán sầm uất. Quý khách tham quan căn nhà này vui lòng kết nối với nhà đất Bình Tân số hotline để trên màn hình để mình đi tham quan trực tiếp và làm việc với chính chủ nhé. Nhà mình rất đẹp, nhà đẹp, vị trí đẹp, giá tốt. Và từ cái vị trí này quý khách đi ra ngoài ngã tư Bốn Xã khoảng 1.5 km, đi ra Đầm Sen khoảng 2.5 km, mình đi ra các quận 5, quận 10, quận 11, quận 6 rất là thuận tiện. Và cái trục đường Gò Xoài này nó có cái con đường nhánh rẽ, ví dụ như đường 16, đường Miếu Gò Xoài, đường số 4 nó thông ra Lê Thúc Hoạch, Kinh Đức Đen của quận Tân Phú. Căn nhà của mình rất là đẹp, ngang 4 dài 22 m, mình xây một trệt một lửng hai lầu, nhà hướng đông với giá là 10 tỷ rưỡi còn thương lượng. Ngân hàng hỗ trợ mình vay 80% giá trị căn nhà, sổ hồng riêng đầy đủ. Và hiện tại trên cái tuyến đường Gò Xoài và ngay chợ Gò Xoài, bên em còn có một số căn mặt tiền nữa để quý khách có thể tham quan và lựa chọn cho mình một căn nhà mặt tiền.